Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một dàn xe mang thương hiệu của Nhật Bản hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong những mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản bản sedan hai đầu hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấp máy lên alo cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá từ 5 triệu cho đến 10 triệu đồng cho một đầu xe. Vậy thì quý khách hàng nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ đến trực tiếp bãi xe của em để được trải nghiệm tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập bến cửa hàng các bác nhé. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đó là một mẫu xe Honda City sản xuất 2016, mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ của nó là 1.5, mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A 55701. Một mẫu xe Honda City mang thương hiệu của Nhật Bản sản xuất 2016 này, bên em đang chào bán với giá là 415 triệu đồng. Vâng, với giá tiền 415 triệu đồng có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác. Đấy, có cả hỗ trợ phí vận chuyển nha các bác nhá. Đấy, vận chuyển đến tận nhà các bác miễn phí tiền ship luôn. Và có lọc lá luôn cho các bác nhá. Đấy, có cả lọc lá luôn cho các bác. Một mẫu xe Honda City sản xuất 2016, sơn si của nó màu trắng ngọc trai, la răng đúc, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Mà giá tiền chỉ với 415 triệu đồng. Đấy, miễn phí tiền ship cho các bác nhá. Miễn phí tiền ship đến tận nhà cho các bác trên mọi miền tổ quốc luôn. Bao cả hồ sơ, có cả lọc lá cho các bác. Toyota Vios sản xuất 2009, bản Nimo, lưng full đồ các bác nhá. Con này nó là bản Nimo. Đấy, la răng đúc rồi, đã được độ lên la răng đúc rồi, biển kiểm soát Quảng Ninh. Vâng, một mẫu xe sơn si màu bạc, biển 14A. Vâng, 25186 này. Một mẫu xe Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 179 triệu đồng. Vâng, 179 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng ô sờ kê các bác nhá. Đấy, sơn si màu bạc, la răng đúc 4 bánh các bác này. Đấy, nội thất thì rất là tươi. Vâng, biển kiểm soát Quảng Ninh, bản sedan hay đâu. Đấy, đăng kiểm của em nó có đến tận tháng 2 năm 2023 các bác nhá. Đấy, đăng kiểm dài miên man luôn. Vâng, giá tiền chỉ với 179 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá các bác nhá. Bên cạnh đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15K, vâng, 04138 này. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2016 các bác nhá, mang phiên bản số sàn, khối động cơ con này nó là 1.5 máy xăng. Vâng, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ này. Giá tiền của chiếc này là 368 triệu đồng. Đấy, 368 triệu đồng có lọc lá cho các bác, có cả bao hồ sơ cho các bác nhá. Toyota Vios mang biển kiểm soát 15A. Vâng, sơn si thì màu đen, biển kiểm soát Hải Phòng. Một mẫu xe bản E, vâng, bản E số sàn, động cơ 1.5. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Đấy, còn có cả lọc lá cho các bác nhá, có bớt cho các bác, bớt thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, các bác cứ alo cho em giả giá vô tư thoải mái luôn, có bớt mạnh tay luôn cho các bác. Toyota Vios sản xuất 2009, bản G số tự động, động cơ 1.5. Vâng, xi nhan báo giá trên gương kính chỉnh điện. Đây là một mẫu xe bản G. Bản G nó là bản cao cấp của dòng Toyota Vios các bác nhá. Đấy, một mẫu xe sản xuất 2009 với giá tiền 295 triệu đồng. Đấy, bên em còn có bao hồ sơ. Đấy, bao hồ sơ, bao luôn cả phí ship cho khách hàng các bác nhá. Đấy, bao luôn cả phí vận chuyển cho các bác, vận chuyển đến tận nhà cho các bác luôn. Và đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015. Vâng, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ 15A 19487 này, mang nước sơn màu đen. Vâng, một mẫu xe bản E các bác nhá, bản E xịn. Vâng, la răng đúc cũng như túi khí ABS, gương kính chỉnh điện. Với giá tiền của chiếc Toyota Vios, đấy, bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Đấy, 335 triệu đồng, có cả bao gồm phí rút hồ sơ, bao luôn cả phí ship cho khách hàng. Vâng, ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá các bác nhá. Đấy, bớt thoải mái và bớt mỏi mồm luôn, bớt khi nào các bác mua được xe thì thôi.
Toyota Vios sản xuất 2017 bản E các bác nhá. Bản E số tự động, động cơ của nó là 1.5. Con này nó là máy mới, máy trắng này. Biển kiểm soát Hà Nội các bác nhá. Sơn xi thì màu đen, la răng đúc, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Bên em đang chào bán với giá là 429 triệu đồng. Vâng, với giá tiền 429 triệu đồng có bao hồ sơ. Vâng, có bao hồ sơ, có lộc lá cho các bác. Vâng, có cả lộc lá, có cả bớt luôn các bác nhá. Đấy, bớt thoải mái, bớt mỏi mồm luôn. Đấy, bớt khi nào các bác mua được xe thì thôi các bác nhá. Vâng, giá tiền chỉ với 429 triệu đồng. Đấy, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Và em đến một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014 này. Đấy, sơn xi màu xanh, biển kiểm soát Bắc Giang 98A. Vâng, 494 này, 13 các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014 bản E. Vâng, bản E số sàn, động cơ 1.5. Với giá tiền của chiếc Toyota Vios bên em đang chào bán với giá là 325 triệu đồng. Vâng, với giá tiền 325 triệu đồng, bác nào khéo mồm khéo miệng em sẽ bớt cho các bác 10 triệu một đầu xe các bác nhá. Đấy, khéo mồm khéo miệng em sẽ bớt sập sàn cho các bác luôn. Đấy, bớt sập sàn cho các bác, bao cả hồ sơ, bao luôn cả phí tiền ship các bác nhá. Đấy, miễn phí tiền ship cho khách hàng luôn. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014 này. Toyota Vios sản xuất 2014 các bác nhá. Đây là một mẫu xe gia đình sử dụng bản E xịn luôn. Biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A. Vâng. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2014 các bác nhá. Con này nó là xe gia đình. Đấy, con này nó là bản G các bác nhá. Bản G số tự động này. Đấy, bản G nó là bản cao cấp của dòng Toyota Vios các bác nhá. Đấy, xe gia đình xịn sò luôn. Đấy, sơn xi thì màu đen, biển kiểm soát Hải Phòng. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 415 triệu đồng. 415 triệu đồng các bác đã sởi một mẫu 412 các bác nhá. Xin lỗi các bác. 412 triệu đồng. Đấy, bên em có bao hồ sơ, bao luôn cả phí vận chuyển cho các bác nhá. Đấy, miễn phí tiền ship cho các bác luôn. Đấy, có cả lọc lá luôn cho các bác. Đấy, bản sedan hay đâu. Động cơ 1.5, một mẫu xe bản G, xe gia đình sử dụng xịn sò các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ, mắt thâm vành trì, bô lăng méo, chỉ có ở Toyota Vios. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá. Đấy. Và form của nó là form 2013, nó lên mắt thâm vành trì bô lăng méo các bác nhá. Đấy, sản xuất 2013, hiện tại trước này bên đang chào bán với giá là 268 triệu đồng. Vâng, với giá tiền 268 triệu đồng các bác đã sở một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, la răng đúc, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ, một biển kiểm soát Hải Phòng. Vâng, chỉ với 268 triệu đồng. Đấy, có bao rút hồ sơ gốc về cho các bác, có lộc đá. Đấy, có cả miễn phí tiền ship cho khách hàng các bác nhá. Miễn phí tiền ship cho khách hàng và vận chuyển luôn đến tận nhà luôn cho các bác. Vâng, đây là một mẫu xe Nissan Probus sản xuất 2007. Mang phiên bản số tự động, khối động cơ 2.0, biển kiểm soát Hà Nội 30A77693. Một mẫu xe Nissan Probus sản xuất 2007, số tự động, xe tư nhân gia đình sử dụng. Một mẫu xe tiền tỷ một thời, bây giờ giá tiền chỉ với 220 triệu đồng thôi. Vâng, 220 triệu đồng. Bác nào mà khéo mồm khéo miệng em sẽ bớt cho các bác 10 triệu và có bao cả hồ sơ. Vâng, bao luôn hồ sơ cho các bác. Vâng, miễn phí luôn, miễn phí luôn tiền ship cho khách hàng các bác nhá. Đấy, ship xe đến tận nhà cho các bác luôn. Một mẫu xe đấy, mẫu xe Nissan Probus mang biển kiểm soát Quảng Ninh 14A. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios. Vâng, Toyota Vios có năm sản xuất 2000 con này nó là sản xuất 2017 các bác nhá. 2017. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng từ mới này. Một chủ từ mới luôn. Vâng, với giá tiền 385 triệu đồng. Vâng, 385 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios bản E xịn luôn các bác nhá. Bản E, bản sedan hai đầu, biển kiểm soát Quảng Ninh, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá này. Đấy, sơn xi thì màu đen xịn sò các bác nhá. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2017, nó lên máy mới, máy trắng này. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ 15A. Vâng, 14303. Một mẫu xe Toyota Vios này. Đấy, bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe sản xuất 2014 các bác nhá.
2014 bản E. Vâng, bản E xịn luôn. Bản E số sàn, động cơ 1.5, một mẫu xe gia đình sử dụng không một ngày taxi dịch vụ luôn. Vâng, giá tiền chiếc này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ. Vâng, có bao hồ sơ. Đấy, bao luôn cả miễn phí luôn tiền ship cho quý khách hàng. Đấy, ship đến tận nhà cho các bác, có cả lộc lá cho các bác luôn. Toyota Vios sản xuất 2011. Vâng, số sàn động cơ của nó là 1.5 máy xăng. Vâng, một mẫu xe gia đình sử dụng biển kiểm soát Hoa Thanh Quế này, 36A. Vâng, 83978. Một mẫu xe Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 258 triệu đồng. Vâng, 258 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios. Vâng, bản E. Bản E số sàn, một mẫu xe không khoa đục, không đổi màu, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe Toyota Vios, mẫu xe quốc dân, bản sedan hay đâu. Động cơ 1.5. Vâng, một mẫu xe phải nói rất là đẹp luôn. Tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios, con này nó là bản Nimo. Vâng, bản Nimo lưng kịch như E luôn các bác này. Đấy, nhìn không khác gì như bản E các bác nhá. Mà giá tiền của chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 200 triệu đồng thôi. 200 triệu đồng các bác đã sở một mẫu xe Toyota Vios bản Nimo lưng full kịch đồ luôn các bác nhá. Lưng kịch như E luôn mà giá tiền chỉ với 200 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng quý đá các bác nhá. Đấy, bác nào kéo mồm kéo miệng đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, em sẽ bớt cho các bác 10 triệu một đầu xe. Đấy, 10 triệu một đầu xe, bao luôn hồ sơ, bao luôn cả miễn phí luôn cả tiền ship cho khách hàng. Đấy, ship đến tận nhà cho các bác nhá. Đấy, miễn phí tiền ship. Toyota Vios sản xuất 2010. Vâng, 2010, sơn xi thì màu trắng này. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng với đá các bác nhá. Mang biển kiểm soát Hải Dương. Vâng, một mẫu xe Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là vâng, chỉ với hơn 100 triệu đồng thôi. Vâng, 185 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở một mẫu xe Toyota Vios sơn xi thì màu trắng ngọc trai, biển kiểm soát 34A. Vâng, biển Quảng Ninh các bác nhá. Đấy, sơn xi màu trắng rất là đẹp luôn. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ và một chủ sử dụng cơ mới này. Đó là một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2010, mang biển kiểm soát 30Z này. Vâng, 2912 các bác nhá. 2912, một chủ sử dụng từ mới này. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá chỉ với 245 triệu đồng. Đấy, cắt lỗ thu hồi vốn các bác nhá. Lại chỉ còn 245 triệu đồng các bác đã sở hữu mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe Honda Civic các bác nhá. Đấy, dòng Honda thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế, không phải quá. Vâng, chỉ với 245 triệu đồng thôi. Đấy, bên em còn có cả bao hồ sơ. Vâng, bao hồ sơ gốc về cho các bác. Đấy, cháu có cả miễn phí ship cho khách hàng các bác nhá. Đấy, ship xe toàn quốc luôn. Dạ vâng, em đi ô tô cũ Hải Phòng, em vừa quay tổng hợp tất cả những mẫu xe. Đấy, thương hiệu của Nhật Bản, bản sedan hay đâu. Động cơ thì từ 1.5 trở lên các bác nhá, đến 2.0. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mạnh, đúng chân một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.